Anh đang mặc quần. Em rất thích những câu hỏi vậy không chị? Ê, mình qua con này. Hết đất. Ơi. Điện thoại anh có lưu hình. Anh xem phim. Thì mấy câu hỏi mấy là, dễ mà đúng không? Có nghĩa là gì nè, mình có một cái luật. Nếu như mà nếu em đã trả lời là phải trả lời thật. Còn nếu như cảm thấy không trả lời được thì pass qua. Nhưng mà nếu mà đã pass qua như vậy rồi phải có hình phạt. Ví dụ như không trả lời được câu đó thì đi xuống ngoài đất, hít đất 5 cái, xong rồi vô đây ngồi tiếp. Rồi nếu mà không trả lời được nữa thì ra hít đất tiếp 5 cái, xong rồi ngồi tiếp. Tại vì thật ra đối với chị thấy không có gì mà bỏ qua cách dễ dàng hết á. Làm gì làm chứ một cái thử thách như vậy thì không khó lắm đâu. Tại vì cơ bản là Tuấn là người mà tập cái gì phải thao. Cái thứ nhất, cái thứ hai Tuấn là người sống rất là kiểu... Cái đó là chị nói ví dụ đối với người khác. Còn đối với em á thì một câu mà em bỏ qua thì sẽ là 20 cái. Thì em nên suy nghĩ đi. Con người em bệnh tật. Rồi ok. Để cho em câu hỏi vô. 20 cái em. Em nhìn thẳng vô ống kính đi. 20 cái nữa không? Câu hỏi bỏ qua. Nếu như mà bỏ qua câu hỏi Tuấn sẽ đứt 2 cái. 20 cái. Ok 20 cái rồi đây. Thì mấy con bình thường mà vui vẻ mà cái gì đó. Ok. Đâu có ở đâu. A few moments later. Em đừng có làm cho anh Tuấn sợ. Không có sợ gì cả. Em thấy không? Được rất bất nhầm nhở được không? Được rất bất nhầm nhở được không? Em thấy không? Rất dân chủ luôn. Viết ra đàng hoàng cho em tự lựa. 30 câu hả? Chứ không bao giờ áp đặt em hết. Thì hơn 30 câu chút xíu dạng kiểu khuyến mãi đi. Tại vì chị biết chắc là sẽ có những cái câu em không trả lời. Nhưng mà trả lời 30 câu đúng không? Trả lời được 30 câu. Còn ví dụ như giờ lỡ mà 5 câu không trả lời được em thích kết thì còn 25 câu rồi. Nó thiếu content của chị. Ok. Trong đây bao nhiêu câu em trả lời hết? Trả lời câu liên nghỉ. Cái này có gì đâu trời. Cho em biết chỉ số chiều cao, cân nặng, số đo ba vòng của anh. Trời dễ vậy. Anh cao 1m86, cân nặng 77kg, số đo ba vòng 99, 78, 100. Wow. Em ăn vàng hả? No. Tại vì hôm bữa là em đo là em là 1m85. Rồi xong cái bắt đầu đi khám sức khỏe là bây giờ là 1m86 rồi. Còn mong làm gì mà đến 100? Còn mong làm gì mà đến 100? Đùa hoài. Chị cứ đùa hoài. Em đang định chữ thề phải không? Em không phải chữ thề. Mọi người ơi, mọi người cứ đùa hoài. Đúng là chấm 100 đó. Hồi xưa nha, hồi cấp 3 nha. Là em một lúc đó là 105 đó. 105 là tại lúc em 95kg em chơi. Lúc em bị béo phì. Ừ. Thôi giờ câu thứ hai đi, mình chuyển qua cái diện vòng 3 đi ha. Anh thích đi du lịch ở nơi nào nhất ạ? Trong cái số tất cả các nơi mà bữa giờ anh đi anh thấy Hàn Quốc. Anh thích Hàn Quốc là vì khí hậu với lại phong cách ở đó. Cái lăng cũng nào nữa. Nhanh quá ha. Câu nào trả lời được ha. Khi nào có phim mới của anh để xem? Anh đóng cũng nhiều sản phẩm rồi đó. Cũng tầm tháng 5, tháng 6 là chắc làm một phim rồi đó. Em hút lại đi em coi thời gian á. Là 3 câu rồi nha. Xem 3 câu rồi nha. Đúng rồi mấy con cũng đâu tới mức đất đâu. Anh ơi, anh có biết anh đẹp trai không vậy? Anh sinh ra vậy lắm rồi anh trong một gia đình. Em đừng có để cái cách nha. Mặt Tuấn không đẹp đâu. Nhưng mà kiểu là nhìn lâu thì có cảm tình chút xíu cái kiểu vậy. Đó, có không dám tự nhận mình đẹp lắm đâu. Ừ. Dạ cảm ơn ai đặt câu hỏi này. Nhớ đặt là những câu hỏi tương tự vậy. Ví dụ như là anh có biết anh đẹp trai lắm không? Hay là theo kiểu vậy cũng rất là thích chứ. Dạ, trả lời 100 câu cũng được. Món quà được tặng giá trị nhất của anh là gì?
Nói về món quà giá trị thì có thể là chiếc xe Air Black của ba Tuấn tặng cho Tuấn khi mà Tuấn khi mà ba Tuấn còn sống. Yeah. Anh đang mặc quần. Ai câu hỏi của ai vậy? Ta có đọc coi ai biết được. Câu hỏi này của ai vậy? Chưa đọc câu hỏi hết nữa. Anh đang mặc quần lót màu gì? Tuấn không biết là câu hỏi này của ai hay là cũng có thể là người trong công ty mình. Ra người trong công ty mình không giỏi với câu lịch sự vậy. Chỉ cái level đó thì chỉ là bạn đó. Thật ra chị nói em nghe nha, chẳng em chỉ phải trả lời, em phải xác minh nữa, chứ không muốn nói gì nói đâu. Thế mình sao? Dạch áo thì quần xem lưng, bây giờ dạch được quần lót cho người xem mông à? Chứ sao chị biết được, ví dụ như vậy em đang mặc màu hồng, nhưng em qua, em nói em mặc đen, sao chị tin? Ôi, con này có trả lời lắm. Giá đất. Không phải, không phải có trả lời, tại vì hôm nay em không có mặc á. Thiệt mà, hôm nay em có mặc quần lót. Thôi giận thôi. Có. Có, có. Để tôi coi. Mà không nhớ lại coi hả? Nắng. Xong. Qua. Uống xác minh hả? Thôi mọi người ơi, đừng có mà được vô đồ hai bà tiên. Ơ lộn. Được gì? 2000 years later. Đừng có được vô mà đội tiên nha. Mấy câu rồi? Màu trắng. Ok mọi người, sau cái clip này á, Tuấn sẽ chụp và xong Tuấn sẽ để cái mô tả ở dưới nguyên cái hình bự ơi, bự cái quần của Tuấn màu trắng này mình xem. Em về nha, em chụp mấy hồi. Ngoài Milo ra anh còn thích món gì nữa không? Tuấn không có phản ứng nhiều với đồ ăn, nhưng mà có lẽ là ăn mẹ đúng không? Khi nào anh tổ chức fan meeting vậy? Khi nào? Hãy đến nào. Anh sẽ chịu lòng mọi người. Nếu mà muốn tổ chức fan meeting thì Tuấn cũng rất là muốn, nhưng mà Tuấn nghĩ là cần phải có một cái dịp gì đó, ví dụ như là một sản phẩm gì đó của Tuấn ra, hay là làm một cái gì đó, ví dụ như là surprise trên YouTube Tuấn được bao nhiêu ngàn, hay là follow được bao nhiêu đó gì đó, thì Tuấn cũng rất mong được tất cả mọi người, thì Tuấn cũng mong là sẽ nhanh tới cái dịp đó thôi. Mấy câu rồi? Ê, không gian nha, 2, 4, 6, 8 câu rồi. Lần mua sắm có giá trị nhất của anh là gì? Lần mua sắm giá trị nhất của anh chắc đây là chiếc xe mà Tuấn đang đi hiện tại. Yeah. Khi mệt mỏi anh thường làm gì? Tuấn thường đi tập thể dục hoặc là ngủ thôi. Tại vì Tuấn muốn những cái năng lực tiêu cực đó nó sẽ biến mất, tập luyện hay là ngủ nó sẽ đưa cho mình những năng lực tiêu cực để mình làm việc tốt hơn. Yeah, Tuấn nghĩ vậy. Ngoài đi đóng phim, thời gian nhiều nhất trong ngày anh dành để làm gì? Thì ngoài thời gian đóng phim á, thì anh dành thời gian để ví dụ như là quay vlog nè, rồi xong anh tập gym, anh tập võ, anh tập hát, anh tập đàn, nói chung là anh tập rất nhiều thứ để bổ trợ cho bản thân mình tốt hơn, để có những sản phẩm chất lượng hơn. Em rất thích những câu hỏi vậy luôn rồi. Anh cái gì để đẹp trai như anh? Chị tắt rồi, qua con bé đi.